nhớ cắt em cho đẹp đẹp nha. Em cứ yên tâm, không đẹp anh không tính tiền. Thôi anh thề đi cho chắc. Anh thề á. Ok vậy em yên tâm, hớt xấu quá vậy anh lưu anh bỏ em luôn á. Ảnh khó tính lắm. Lần cứ yên tâm, hớt xong đảm bảo anh lưu nó yêu em nhiều hơn nữa. Very good. Ủa anh mà sao anh quyết định chọn nghề hớt tóc vậy? Làm sao anh không kiếm nghề khác? Hớt tóc có nhiều tiền đâu. Đây là cái nghiệp rồi em à. Từ lúc đẻ ra là coi như anh đã biết chơi tóc rồi. Hả? Chơi tóc là chơi sao? Có nghĩa là từ nhỏ anh đã biết thiết kế rất nhiều kiểu tóc. Anh có thể ngồi trước gương, chỉ cần một cái kéo và một cái lược là có thể tự cắt, tự thiết kế riêng cho bộ tóc của mình. Ủa, anh không xài tông đơ hả? Hồi đó làm gì có tiền mua tông đơ. Lúc đó anh chỉ có mỗi cái kéo cắt giải, một cái lược chải lông heo. Trời, vậy mà anh cũng chơi được nữa hả? Được sao không được. Từ lúc anh có tiền mua cái tông đơ, anh càng thiết kế ra nhiều kiểu tóc còn đẹp hơn nữa. Kiểu gì vậy anh? Anh cạo luôn. Trời, đừng có hù tôi nghe cha. Nói giỡn thôi. Vậy là nghề chọn anh chứ không phải anh chọn nghề phải không? Đúng vậy rồi đó Lương. Ông lưu nhà em bị thất nghiệp mấy tháng nay, không có việc gì làm hết. Em cũng đang đầu thối ruột với ông nè. Anh coi có gì giúp em được không? Thằng lưu có chuyên môn gì không? Anh cô gái cứng lắm anh. Trời ơi. Sao anh? Nếu vậy thì hơi khó nghe Lương. Thôi anh ráng giúp em đi mà. Hai vợ chồng em thử lên Startup Now tìm hiểu xem. Đó là gì vậy anh? Tìm ở đâu? Em cứ lên mạng gõ startupnow.org. Ủa gõ cái là có việc làm liền luôn hả anh? Mày khùng quá đi Lương. Chỗ đó là người ta tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp. Chưa hiểu lắm. Ý là em cứ lấy thông tin của người ta rồi gọi điện hỏi trực tiếp người ta. Người ta sẽ hỏi em có chuyên môn gì, từ đó họ mới giúp và phát triển được chuyên môn đó của em được. Chắc chuyên môn của anh là hớt tóc cho nên bây giờ anh mới thành công trong nghề tóc dữ vậy phải không? Còn hỏi. Vậy thôi em không dám giới thiệu cho anh lưu đâu. Sao vậy? Ổng chỉ biết cô gái, bây giờ vô người ta tư vấn thì em chắc chết quá. Trời đất ơi. Ủa anh ấy vậy? Đồ sấy tóc. Anh nhớ sấy nhẹ nhẹ thôi nha. Cái đầu của em đang nuôi trí rất uổng lắm. Mày nuôi trí chi vậy Lương? Anh không biết đó thôi, chứ anh lưu anh thích yêu mấy người mà có trí lắm. Ừ, chồng em nó cũng ba trận lắm. Đúng rồi đó anh, nhớ nhẹ nhẹ thôi nha. Có chừng rớt hết trí cô Lương đó nha. Ngồi im đi, nó hoài à, nó nhiều quá. Ủa sao sấy lẹ vậy? Rớt hết trí làm sao? Thì thà khỏi sấy mẹ cho rồi. Mày nói sợ rớt trí mà. Ủa sao còn hai cái sừng? Hai cái lỗ tai của mày chứ cái sừng đâu ra? Ý người ta nói đây là chi khí chứ đâu phải là con trí đâu trời ơi. Chết nhau quá. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.